Quay trở lại với Gia Bảo Channel ngày hôm nay, Gia Bảo Luxury muốn đem đến một thiết kế ấn tượng đến từ thương hiệu Zenith. Zenith là một thương hiệu nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ có từ rất lâu đời. Và chiếc đồng hồ trên tay tôi ngày hôm nay có tên gọi Blue Star, nằm trong bộ Step Star của Zenith, được sản xuất từ năm 2015. Với vỏ dáng cushion vừa hiện đại thì chiếc Zenith Blue Star trên tay tôi vẫn mang vẻ uyển chuyển và mềm mại trên tay bất kỳ người phụ nữ nào. Còn với chất liệu vàng trắng, chất liệu vàng trắng luôn đem lại những cái nhìn quý phái cũng như trang nhã trên cổ tay người phụ nữ. Đặc biệt, bộ vỏ đã được đánh bóng hoàn hảo một cách tinh tế, toàn bộ từ trước, sau đến phần bên cạnh. Mỗi góc của mặt trước đồng hồ này đều được trang trí bằng 6 viên kim cương. Tại góc 3 giờ là núm chỉnh giờ nhỏ xinh, đều được chia khía cạnh hoàn hảo. Phía bên trên là một tinh thể sapphire màu xanh. Trên nắp lưng là một vài thông số như là AU750, địa chỉ chất liệu bằng vàng trắng 18K. Phía dưới là 30M, địa chỉ chiếc đồng hồ này có khả năng chống nước ở 30m. Và cuối cùng là số rep 45197-2681. Kết hợp với bộ vỏ khung bằng vàng trắng là dây đeo da cá sấu màu xanh cùng những đường vân ngang, dọc, tinh tế và đường cắt may rất là tinh xảo. Cố định cuối của dây đeo là móc cài nhỏ gọn và xinh xắn. Đính trên đó là 42 viên kim cương cùng logo của hãng, hình ngôi sao của Zenith. Khi đeo trên tay, cả bộ khung bằng vàng và dây đeo này chắc chắn sẽ nhỏ gọn và khá là nhẹ. Bộ vỏ khung đã được hoàn thiện, bảo vệ hoàn hảo cho mặt sổ quyến rũ bên trong. Đặc biệt, với lớp kính sapphire trong suốt có in biểu tượng và logo Zenith ở góc 12 giờ. Đây là cơ hội để cho mặt số bên dưới khoe sắc. Nắm bắt được tâm lý, không thích mặt số phức tạp, thích sự đơn giản của những người phụ nữ, Zenith đã thiết kế nên một mặt số của chiếc Blue Star đơn giản nhưng không đơn điệu. Nổi bật trên đó là chi tiết bông hoa 10 cánh màu xanh nở rộ trên mặt số. Màu xanh được làm ra nhờ kỹ thuật tráng men lâu đời của Zenith, cho ra duy nhất một màu xanh đều mắt nhất. Xung quanh mỗi cánh hoa là đường viền bằng vàng trắng đã được đánh bóng tỉ mỉ, chỉ với mục đích duy nhất là làm nổi bật lên những cánh hoa xanh ở bên trong. Phía ngoài là từng lớp kim cương được xếp đều đặn cạnh nhau. Chúng ta nếu như tính tổng thì những kim cương trên mặt số, kim cương bộ vỏ khung và kim cương ở bộ khóa thì số lượng kim cương nặng đến 0.84 carat. Hoàn thiện cho mặt số là bộ kim dáng líp thanh mảnh màu bạc đánh sáng bóng. Ngoài ra, tại vị trí 9 giờ là nhụy của bông hoa xanh. Tuy nhiên, nhụy của bông hoa xanh này đã được nhà chế tác Zenith phác họa thành một bông hoa hồng với nhiều xếp lớp. Bộ số phụ này có một kim dây chạy mượt mà và kim dây được làm màu xanh khá là cùng tông với cả tổng thể của chiếc đồng hồ. Giữa những lớp kim cương là các dải xước mờ. Các dải xước mờ này sẽ nhìn rõ hơn khi mà chúng ta đi ra nắng hoặc là những nơi có ánh sáng sáng thật là mạnh chiếu vào. Bắt được tâm lý không mấy hứng thú với việc lên cót tay của chị em phụ nữ, nhà sản xuất Zenith đã trang bị cho chiếc Zenith Blue Star này một bộ máy tự động lên cót. Đây, rotor tự động sẽ đảm nhiệm chức năng tạo ra năng lượng cho chiếc đồng hồ này. Bộ máy bên trong sử dụng là bộ máy Zenith Eli 681 Squidmate, rất là nhỏ gọn, có khả năng cung cấp năng lượng cho chiếc đồng hồ này hoạt động trong vòng 50 giờ. Các chị em hoàn toàn thoải mái có thể đeo đồng hồ này mà không lo về vấn đề cạn thời gian. Và có lẽ chị em phụ nữ sẽ không cần quá nhiều thời gian cho những chi tiết máy phức tạp. Thì ngày hôm nay tôi sẽ không nói quá nhiều về bộ máy của chiếc đồng hồ Zenith Blue Star. Hiện nay, chiếc Zenith Eli Blue Star có giá niêm yết là hơn 34.000 USD, nhưng tại Gia Bảo Luxury thì mức giá hết sức đẹp đẽ chỉ tầm 1/3 của giá niêm yết mà thôi. Zenith Eli Blue Star là chiếc đồng hồ mà mọi người phụ nữ tinh tế và thông minh cần phải sở hữu.